Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Hello mọi người. Đó thì ngày hôm nay chúng ta lại có mặt ở trong một cái mini game cuộc thi parkour các bạn ơi. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ tham gia parkour với chỉ một máu thôi bạn. Đấy, ở đây là sẽ có 8 cánh cửa này. Ngày hôm nay là chúng ta sẽ đến với 8 thế giới khác nhau. Đấy bạn thấy không? Đấy hen này, địa ngục này, hay vùng núi này, ủa trên mây này. Ôi, đại khái là rất là nhiều thế giới bạn ơi. Ê xem nào, level đầu tiên là chọn vùng Mesa đi bạn ơi. Chọn vùng Mesa đi. Đấy. Nói chung là chúng ta chọn ngẫu nhiên mà, thích cái nào cũng được bạn. Đấy, 8 level khác nhau. À không, tính ra 8 level không biết là nó có xếp. Mà xương rồng ấy thì không... tắng. Ok, một báo thôi nha. Ok, bắt đầu kết vào bạn này. Rồi, rồi, đường nào đây? Chạm đi. Không, Núp thấy chỗ này có bờ lóc cả, Núp nhảy luôn này các bạn ơi. Ừ đúng chuẩn bài luôn này, tôi biết ngay mà. Ui giời. Lại rồi. Tôi thấy có cái bờ lóc kia. Ngay anh em cũng quay lại luôn. Cái này là vừa gọi là vừa parkour vừa giải đố bạn ơi. Ờ cái này không, cái này có vũng nước này. Đi xuống. Ờ cái này có vũng nước. Đi xuống rồi. Ờ cái này có vũng nước thì có. Ui giời. À nhưng cái này tính ra là chúng... Ok bạn ơi. Nào lần lượt đi, ai có phần cứ chen nhau thế nào nhỉ? Ok bạn ơi. Lượt đi. Ờ đây này, chúng ta sẽ phải qua bên này bạn ơi. Nó ok, ôi giời quá mượt các bạn ơi. Dễ dàng, nó lại là, trước rồi. Nó lại là đơn giản các bạn ơi. Khang ơi mọi người. Trời ơi, ui cái này có đánh được nhau không ta? Không bé ơi. À không à, không mùi à, còn đánh được nhau. Một máu okay. Còn đánh nhau nữa thì thôi. Ok các bạn ơi, xem nào. Ôi hình như qua bên kia các bạn ơi. Tới đây nha, đừng có đẩy tôi nha. À, ai đẩy tôi là con à, con linh ta linh tinh. Đồng chết. Ok bạn ơi. Ui ôi cái này sợ nhỉ. Cái này chưa có trích. Chúc mừng bạn. Cái này chưa. Rồi rồi đi. Cái này chưa có trích boy đâm ra lúc cũng đang rén bạn. Ui đây hình như trích boy đây phải không ạ? Ờ trích boy rồi, có trích boy rồi trời ơi. Cái này chỉ có một máu đâm ra, nếu mà mình bị quéo là mình sẽ phải nhảy lại từ đầu. Ngô làm gì đấy Ngô? Nhảy qua đây các bạn ơi. Ai? Ờ chúng xác rồi bạn ơi, chuẩn bài luôn. Ui giời ơi. Nhá xem nào. Cầm mẹ nào. Ờ đây rồi. Ok. Rồi ok chết quẹo luôn bạn. Đồng. Ok. Có thế nhỏ cái này. Dở các bạn ơi. Ok các bạn ơi, không sao. Chúng ta vẫn đang gọi là dẫn đầu à, mình sẽ cố gắng là đi luôn. Cái này ui ôi. Ui đồ ta. Cái này, à chúng ta phải ok cái này, chúng ta xuống. Xuống chúng ta làm sao không? Ừ hết rồi, không sao, không sao. Không sao, không sao bạn ơi. Thôi bắt đầu. Run, 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 run. Cái này. Ủa này đường đi chỗ nào? Đấy, đường đi ở đâu thì cứ nhảy đi. Ok bạn ơi, thả chứ tôi. Thế nên Khang kêu một cái tôi giật mình á. Ê đấy lỗ lỗi thế. Tất cả tại Khang mà. Đây. Người ta kêu một cái giật mình bạn. Ủa này đây. Nó ra mình đã biết đường mà mình có thể là gọi là. Đấy. Ui giời ơi. Thôi thôi thôi. Tôi có thể chạy được ngay dưới này được không ta? Ờ không chạy được bạn ơi, phải parkour rồi. Cái này không cho mình chạy bạn. Ủa, thôi. Đây, không sao cả. Chúng ta sẽ parkour gọi là từ tốn lại. Ok, bình tĩnh, tự tin. Ok. Không cái khuya cá tính. Ok, đấy, lên đây ngay các bạn ơi. Cái này sao có mỗi một điểm checkpoint nhỉ thầy, như kia mình khó thế. Đây. Ui ôi, đây nhảy xuống vũng nước này. Ôi giời ơi, cái gì đây? À, mình sẽ cần một coin. Chết dở rồi, có coin đâu? Một coin cần coin đâu ta? Ui, coin mất một máu là được một coin đấy. À, ok, không cần coin bạn ơi. Tôi gọi là nhảy parkour mà, tôi cần gì coin cũng gì. Ok bạn, đây. Hình như chỗ đấy là chỗ để hỗ trợ mình bạn ơi, nhưng mà mình pro parkour cần cần gì dăm 30 cái coin. Ôi giời ơi, ok. À, chúng ta sẽ nhảy qua mấy cái này. Ui giời ơi. Ui. Ngon ngay bạn. Ui giời. Ui giời. Mượt luôn. Mượt luôn. Ui giời. Đây rồi, bánh mượt luôn. Bám sát núp rồi. Ok. Bám sát luôn rồi. Về đi đường nào đây? Đi đường nào đây? Đi đường nào đây? Ui giời, thử nhà đi nha. Đi theo con tim. Không, đẹp đường luôn. Thế dở rồi các bạn ơi. Cái này hình như chúng... Thế mình... Cái gì? Bây giờ bảo nhảy lên xương rồng à? No. Ây ôi. Nhảy lên xương rồng thì hơi khó. Đúng rồi, nhảy lên xương rồng đúng không ạ? À, xương rồng à, mình sẽ phải... Cái đó là cách duy nhất. Không, cái này mình sẽ phải... Ừ đúng rồi, mình nhảy lên xương rồng bạn đâu, tôi phải chết rồi. Không, thật ra nhiều lúc xương rồng nó cũng phải là xương rồng. Ở đây có cái giếng này các bạn ơi. Xương rồng không phải là xương rồng. Ồ, đúng không? Xương rồng. Sao tự nhiên lúc này lên đây ra? Ơ, sao tự nhiên lúc này lên đây ra? Chung tiếng thì là lên trả được cái gì. Ôi ôi. Ờ ha, không lúc nghe tiếng tinh một cái lúc tưởng được cái gì bạn. Nhanh. Ê ok bạn ơi. Ok. Rồi giao lại này lần này. Ui ôi nhưng mà mình còn một trái nửa trái tim chứ. Ôi trùng sát đi. Không.
Bây giờ làm nào ta? Chết dở rồi bạn ơi, bây giờ làm nào? Rồi, còn 6 phút thôi. Ôi, còn 6 tim thì nhảy đi. Ờ, ha, còn nửa tim thì nhảy gì ta? Cái này tự nhiên là cái gì đây? Hỗ trợ này này, một coin này. Ủa? Đúng rồi, được rồi kìa. À, ui giời. Chui cái giếng kia là được một coin, nó sẽ trợ giúp cho mình cái thang máy. Ui giời, chị đây. Đỡ phải chui giếng kia. Đi ở dưới đi Khang ơi. Xì đây xì nè. Xì xì. Ok, bạn ơi, tính ra là chui vào cái giếng kia là chúng ta sẽ được một coin. Ôi ơi, rồi, ok. Rồi, xong rồi. Rồi, xong rồi, bạn ơi. Ủa gì luôn. Ủa giời. Được anh nha. Ui giời ơi, lâu năm không gặp. Ôi lắm sưng rồng thế, bình tĩnh thôi nha. Anh vẫn đứng đây vậy. Dạ rồi, đi đường nào đây? Chứ anh chết rồi. Đi đường nào đây? À, lắm sưng rồng quá anh em ơi. Mà. Đây, đây, chắc đi đây. Ui giời ơi. Rồi, còn có đường máu rồi. Ok, đúng chiến thắng rồi nha. Yêu cầu đâu mấy thanh niên rồi này. Ủa, mấy thanh niên đấy, mấy thanh TP rồi này. Ủa, cái này chỉ một người thắng thôi. Top 2. À, bánh top 2. Tào lào, chỉ có một người thắng thôi. Ủa, cái này mình mất đâu đó khoảng gọi là 4 phút à. Ui giời ơi, ok, không sao. Ui, cái map này tính ra là map giải đố nữa bạn ơi. Mình đáng nhẽ mình chui vào cái giếng, mình lại không đọc. Sao nào, tiếp đến là map Ocean này, nước này tôi ocean, thấy là có biển cả này. Ui giời, vừa lấy giải đố các bạn. Thôi lần này mình sẽ phải đi, mình chú ý cái biển nước các thứ nha bạn. Đi tắm biển. Ok, get go. Ai chú ý biển. Ui có bó mọi người. Đây. Lụm đây. Lụm nè. Ok bạn này. Ê, ok. Có cái nịt luôn. Ê, dưới này có cái lỗ này. Trời chú ý đây luôn đi, khỏi cần nhảy đi. Trời quá hợp lý các bạn ơi. Bơi nhanh đi. Ui giời. Cái này mà đắm nhau được. Ê, rồi thì quá hợp lý luôn. Bơi nhanh. Ok. Bánh cứ bơi đi, núp bắt cua cho nhanh các bạn. Lặn rồi. Ok. À, thì Khang đang ở đây các bạn ơi. Ok. Em sẽ tập một chẳng gì. Lại nó mấy viên này cứ bay bay lên đầu mình cứ nhìn khóa chim thật. Ui, ok bạn, đi. Chúng ta phải đạp đầu nhau đi lên. Ok. Hãy đi từ đáy xấu đi lên đi. Rồi. Không đến được nhau. Ok bạn ơi. Ồ, đây là con gì đây? Ui, con cá sấu. Ok. U, checkpoint à? Ủa, mày đi nào đây? Ờ, lúc nghĩ không cần đi đâu, lúc nghĩ là bơi đấy. À bơi, à đúng rồi, bơi thật. Bơi đi. Biển mà, đi biển thì chúng ta phải bơi bạn này. Chúng ta cứ bơi đi rồi sẽ tới. Ông nhất thiết là biển là phải bơi. Ok bạn ơi. À đây rồi, qua bên này. Úi trời. Cứ bơi đi rồi sẽ tới. Đây rồi, đây trên này. Úi trời ơi. Như cái level ocean này nó dễ hơn với level kia bạn ơi. Úi trời ơi. Ấy. Quá giản đơn. Quá đơn giản đấy nước ngoài. Úi trời ơi. Hả, chứ level quá của đây nó còn khó hơn cả. Ok, này. Cái này phải cần chục cái khó hơn nha. Ok. No, thì đi càng. Ê, cái gì kéo chân xuống đây? Không ai kéo đâu nha. Chỗ này nó có cái gì kéo đâu nha. Không ai kéo đâu nha. Đi nhanh em ơi. Đi nhanh. Ôi trời ơi. Bơi nhanh, cơ hội. À, ôi. Ui. Rồi, đi nút tới trước. Cái level này chỉ cần 1 phút 30 giây đâu bạn ơi. Ui giời. Em thua nút có 1 giây à. Rồi, nước game jet. Ok, thanh niên game TP. Mấy thanh niên có 1 tí giây thôi. À, thanh niên vay luôn sao ạ? 1 tí là bao nhiêu? Ui. Tính ra là có 1 phút 30 giây các bạn. Cái level này dễ thế nhở? Dễ. Căn bản cái này nó không có giải đố bạn, cứ thế là đi rồi. Đâu, có cái nước. Nước đầu ra. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến hình như là vùng rừng cây đây. Có thấy bông hoa ăn thịt ở trên kia à? Ok, xem nào. Bây giờ ở đâu? Ủa, flower à? Úi giời, ôi. Ôi, tôi nhìn cũng vẻ khoai lang, khoai tây đấy. Ok, bạn ơi. Khoai lang chiên, khoai lang tây quá. Rồi, xong đi được cái này dụng nữa. Rồi, nào, lần lượt. Thả nó từng người nhảy một. À đây, này là sao? À đây, ôi giời ơi. Ok, bạn ơi. Như nào? Cứ nhảy lên rừng cây thôi. Em biết, nhảy đại. Đây, đây. Tỉnh cá mày, tỉnh. Ok đúng ok, đúng. cứ đi đường nào đi được là chúng ta đi các bạn ơi, chúng ta hãy đi theo cảm tính. À. Ok chỗ này. Quay lại thôi. Rồi chỗ này. À đây có xuống được không? Có xuống này anh em ơi, có xuống được. Yes. Ok các bạn ơi. Thôi cứ đi theo núp là được. Trời ơi núp đang mò đường ơi, đừng đi nha. Đi theo núp nha, đi theo núp tí nữa. Ấy ạ. Rồi không, thanh niên đi luôn. Đi theo núp là ăn cám heo ngay. Đi luôn. Ngoan vậy, ngoài thanh niên này chết dở đi trước mình rồi. Ok bạn, không sao. Chúng ta sẽ chúng ta thì nói đi cương. Ôi giời, quá dễ luôn. Chúng ta đi đường nào đây? Chúng ta chạy thật là nhanh các bạn ơi. Ui, chúng ta chạy thôi. Run for your life. Cái này tính ra dễ quá. À thế à. Mấy cái hoa nhìn to to nhìn sợ. Nhìn nó to nó sợ đâu bạn ơi. Rồi, ok bạn này. Ui giời, thực ra nó dễ, game đơn giản thật ý. Chết dở rồi, vay rồi, hình như chúng ta đi sai đường rồi vay à. Ôi hay quá rồi. Đúng chưa? Ai, đơn giản. Ui rồi sao trong đây rụng cây không vậy? Chúng ta đi sai rồi Vay ơi. Chúng ta phải lên trên đỉnh kia. Bây giờ làm nào? Ui giời ơi. Lên đỉnh à? Rồi ok, okay. Đây. Phải đi bên đường này. Phải đi đường này các bạn ơi. Hình như chúng ta đang đi sai đường. Ok bạn ơi. Đây.
Nhưng chúng ta phải đi lên trên này các bạn ơi. À, nhưng đấy tất cả là nên vay đấy, cầm đèn trên chiếc ô tô. Đi nhanh mà. Đông, làm gì đèn. Có đỉnh nào đây? Đây, cái trên nóc này, trên cây hoa này, đấy. Okay, bạn. Cái bóng bự này. Đúng rồi, đây, núp thấy có đường ở đây này. Okay. Ồ, đấy, bên này. Lên trên này là có đường trên này này. Đây đây. Ui giời ơi. Ok các bạn ơi. Ui giời ơi, đơn đâu? Giản. Đây, trên này đây. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ phải trèo lên gọi là tút 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 ở trên ngọn cây. Ok. À đây ơi, có checkpoint này đấy, đi đúng đường rồi, đi đúng đường. Ôi, còn nửa tim. Ok. Có checkpoint này thôi à, nếu biết thế rồi tự để ý quá. Ôi giời ơi, chết luôn về đâu. Ui mày quá, tôi checkpoint đây rồi. Chúc mừng. Chết giá rồi, bây giờ đi nào, hình như lên trên nữa à. Ok, lên trên nữa. Đầu luôn. À, rồi, xong. Cái này khó ở một chỗ đó là chúng ta chỉ có một trái tim thôi bạn ơi, cái này. Ôi. Biết cái rớt dưới đáy xã hội luôn. Đúng rồi, à, luôn. Không ai, ngó nghé ngó nghé sắp lên được rồi. Đại khang đấy. Ồ đây đây đây, lên trên này các bạn ơi. Ồ hình như chúng ta sẽ phải nhảy qua bên kia là. Đâu xem nào. Đâu xem nào. À đây rồi. Ồ có vũng nước bên này này, hình như chắc là nhảy bên này rồi. Ồ các bạn ơi. Đúng xinh đấy. Hi. Ồ ngon. Ui giời ơi, gầy dễ. Này cái này thì cũng thực ra đâu. Chết dở rồi, đường nào lên cây rồi. Chết gáy xong rồi, không biết đường nào. Chết dở gáy xong rồi, không biết đường nào anh em ơi. Rồi, à, đi đường dưới, đi đường dưới, đi đường dưới. Ui dồi ôi. Ok các bạn ơi. Đây chúng ta đi sẽ đi đường nào nữa. Ui, mình xuống đáy của xã hội nữa rồi, mình xuống đáy luôn. Ok, mấy người chết hết à. Ui dồi. Toàn đi mấy cái đường đâu đâu. À đây rồi. Ui, cái này là cũng có phần giải đố bạn, nhưng mà thực ra thì cũng bình thường nếu mà xét. Cái này là phần tìm đường. À, phần tìm đường, giải đố. Nhưng mò đường, chứ không phải. Đây rồi, núp về đến nơi rồi. Ui, 3 phút 19 giây ngay. Ui giời ơi. Đáp 2 nhá. Tính ra là nếu mà mình không đi cùng thanh niên vanh ấy là mình bị lạc. Là mình có thể là tốn 1 phút bạn ơi. Cứ tưởng dễ ăn, ngồi gáy xong rồi cuối cùng. Ok. Đây, tiếp đến xem nào. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn không chọn đợi em nữa bạn ơi. Chọn mây luôn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi linh tinh đi. Rồi, mây luôn bạn ơi, đi sang gọi là sky luôn. Ui, chúng ta sẽ thần luôn. Ui. Ô trên mây. Trên mây à? Ui, không nhưng mà lúc thấy là trên mây à. Ngoài đâu xem nào. Ôi giời, đi. Em thấy là không giòn lắm. À cái này có 8 level cơ, nhưng mà không biết rằng là ngày hôm nay là có gọi là tham gia hết 8 level hay không bạn. Chúng ta cứ nhảy đã. Ui, nhảy cao này. Ui giời ơi. Tương cao nhỉ? Này không trọng lượng à, à, rồi ok hay quá. Không trọng lượng đang mồm nói câu không trọng lượng chết queo luôn ạ. À, hay quá trời quá đất luôn. Kiểu lên mây do vanh lên mây luôn, lên mây luôn bạn. Kiểu lên mây là sao vậy, nhảy cao 2 này. Này. Ủa sao có cái khói khói vậy này anh em? Ai nhảy vậy? Ba lai. Đấy. Nhảy ba nha. Lên mây luôn. Ồ, được bay lên. À, được bay lên à? Bay lên. Bay lên này. Ok ba lai. Ui giời. Em nghĩ cái chỗ này là phải nhấp nước. Ui, cái này chưa có chích coi bạn ơi. Cái này chưa có chích coi đâu, đi vội một cái rồi đi giữ luôn. Giữ chân, giữ ship. Ok. Ôi, chưa có chích coi. À, cái này chắc là nhảy đây à? Cánh cổng làm bao nhiêu trái tim bị đụng vỡ này. Ok, đi tiếp này. Đi tiếp này. Ôi. À cái này nhảy qua nước các bạn ơi. Trời mấy cái. Ôi em chui vào hang rồi. Chui cứ chui đè, cứ chui đè. Ui tính ra là có 3 thiên nhiên đang dẫn trước à. Ui. Chui checkboard đâu vậy nữa. Coi không. Ok. Rồi xong luôn. Đi đọc rồi, xong luôn về đảo. Ôi ơi. Ôi thế còn mỗi mình với Zeno đang dẫn trước à? Ui giời ơi, 30 chứ phải đâu. Đây cái đây. Đâu? Ừ. Nó không phải là dễ đâu. Cái này dễ mà. Ừ, cái này nhảy cái ăn luôn này, nhìn này. Ôi giời, dễ thế này. Nhảy như mày à. Như dễ. Ôi chích voi, chích voi, chích voi. Ờ, tránh ra đi, đừng có cắn. Ôi giời. Chích voi rồi, có chích voi rồi, ngon rồi Zeno. Nhảy đi, nhảy đi. Ngon rồi. Hay mình tay bê đi. Này, không chơi dơ nha, chơi dơ, chơi bẩn nha. Thôi, chúng ta là đồng đội mà. Ờ, cái này. We are team mà. Hình như cái này không phải rồi, hình như chúng ta phải xuống dưới rồi. Cái trên này không có nhảy được, tới nha, thử nhảy qua bên này nè. Được không ta? Ồ, được luôn này, ui giời ơi. Ui giời ơi. Kìa sao thanh niên chết đây. Ơ sao lúc nhảy được sao thanh niên không nhảy được nhá. Ôi ơi, à cái đấy nhảy phải ngồi xuống nha. Cái đấy nhảy phải đúng điểm ngồi xuống. Đi chưa có nạp lần đầu. À đấy không có cả vụ nạp lần đầu ở trong Bắc luôn hả. À nó ảo thật đấy. Ui mình là người dẫn đầu các bạn. Liệu liệu thằng trước cái chỗ này mình sợ độ cao quá. Đây chúng ta sẽ nhảy từ tốn thôi. Từ tốn thôi đâu sao nào. Ui giời đấy qua bên đây. Bây giờ chúng ta sẽ xuống thế này. Ui sao lại giật. Lên trên này, lâu lâu nó bị lag đây nên đâm ra là rất là khó chịu bạn. Ồ đây bay lên trên này. Nó kêu là hãy nâng cấp máy đi. À đây ok, nhảy qua đây này. Ui giời, dăm ba mấy cái đám mây tuổi con run. Ok. Máy Zeno mà khỏe nhưng máy mình ngồi ở sâu rồi đấy. Đúng rồi. Okay. Mà sao thấy mình ngồi nước này vậy? Ồ là trời. Ui. À vũng nước đây các bạn ơi. Chúng ta
ta nhảy vào vũng nước đi. Ồ, ngon ngay. Ui giời ơi. Rồi, ta thắng rồi đấy. Đâu, mấy đâu? Ta thắng kiểu gì ta? À đây. Ê, đống lửa bậy nha, đống lửa cháy một cái chết luôn nha. Rồi. Ôi giời ơi. Rồi, đúng bạn rồi. Giời ơi, 5 phút 20 giây không đáng đáng nghĩa ra là nó chỉ có khoảng 3 4 phút thôi. 3 phút bởi vì là nó bị lag các bạn ơi, nó bị lag mà. Trời ơi, đâu rồi? Mấy anh em đâu rồi? Em win rồi. Ok các bạn ơi. Đây, bây giờ là chúng ta sẽ tiếp theo là cái gì đây? Bây giờ tiếp theo là đây đi. Chọn bên đây đờ hiu ạ. Ui giời cái này phải không? À map chơi bạn. Ok. Ui giời cái này sợ té thôi. Ui không, cái này chỉ leo núi thôi này. Ôi giời, ok. Cái máy cũng khỉ kìa. Đâu? Ôi trời ơi, mấy thằng nhìn này đi thật là luôn chứ nó vướng mắt thật sự. Vướng mắt thật sự bạn ơi, thôi để cho mấy anh đi trước đi. Tí có thể nào cũng ngon lắm mà, tôi bảo không sai đâu mà. Đi đi. Đi luôn đi rồi. Mất thời gian người ta. Rồi xong gấp. Rồi đấy, tôi đã bảo rồi mà. Rồi mấy thanh niên cũng đi ngủ hết rồi mà. Rồi. Đi đi Vanh. Ở đây mà. Xem chỗ nào. Ở đây này. À đây bên này à? Ờ đây này. À đâu? Ai đi qua bên kia không nào? Dạ rồi. À đây, bên này. Rồi xong rồi tôi nhảy chỗ này, xong tôi sang chỗ nhanh qua đây. Nó cũng đi luôn. Ở nút đây mọi người. Đây là nút đây nè, đây này. Đi luôn đi Phan. Ở đây xuống ở đây. Đi ra để xem đằng sau mà. Bên này không nói. Ok bạn ơi. Tôi sẽ lên đỉnh luôn rồi. Ở đây. Tôi là tôi không quan tâm cái nút gì các bạn ơi. Tôi tập trung vào kia đi bạn. Để đi. Đấy, mình vô từ xuống ấn cái nút. Ok, xuống mà, xuống mà ấn. Ui, cái nút trang trí. Rồi. Lên được rồi. Ok. Ngon ngay anh em. Ui giời ơi. Vào hang cọp, vào hang cọp. Vào hang à, ui, vào hang. Ui, cái này có rơi vào đâu không ta? Này, cái chỗ này, tay miên vanh. Tay miên vanh, ôi à, ôi. Đấy, ok. Ui giời, này quá đơn giản các bạn ơi. Ui, chưa checkpoint nha, chưa checkpoint nha anh em. Nhà slam chết kìa. Đúng rồi, lâu lâu nó bị lag đấy, lâu lâu bị lag đấy. Ui giời. Đúng rồi. Đấy đây. Oh yeah. Không phải lag đâu, do mày yếu. Ôi. Ok à, con này, này con này nó hút mình kìa. Ủa sao nhảy sinh nhật luôn. Thế cả là bạn ơi. Nhảy vào cái mỏm đá. tôi nhảy cùng thanh niên vay các bạn ơi. Tất cả cái núi này nó có đá bé tí thế chết à. Nhảy cùng núi này bé né nha núp ơi. Mà... Ui ôi né nó cũng rơi vào đầu ấy. Ui. Mấy con dê chứ kiểu gì? À đúng rồi, con dê. Con dê bạn ơi. Mẹ đẹp trai. Ui. Rồi rồi ok các bạn ơi. Sữa của nó uống ôi đi. Ôi giời ơi, mấy con này. Sữa nó đi, em nói chung là đơn giản các bạn. Ui ui. Ai. Cẩn thận nha, nó hút mình là. Ôi ơi, xấu à. Ai. What. Ôi giời. Có rồi, rồi xong chết luôn. Em chết luôn rồi. Em bị hút chết rồi, may quá. May quá thanh niên, cảm ơn Khang nhá. Khang là người cứu mạng mình bạn ơi. Thì ra quả đấy là mình đã nghe bị hút ấy, nhưng mà thế nào? Ấy, ok. Nha, đây, đây, okay. Gọi là kẻ hơi mạng. Đây, đã nghe quả đấy mình bị hút rồi, thế nào thanh niên Khang lại bị hút thay mình bạn. Kìa, chỗ này nhảy nó toàn bị. Ui giỏi ơi, tại Khang ấy. Ok. Đấy, tại Khang à. Ngoài. Mới làm người tốt xong cái phong cái bóc bé. Ê, đừng hút tao. Ui ôi, mày quá. Ok. Ê, bèo. Ok. Ui giỏi ơi. Không, tính ra là mình không thể, mình lúc nào cũng bám sát vào bức tường ấy thì nó đâu. Ui, nó không sao. Ui, checkpoint rồi. Có checkpoint rồi anh em. À, nhưng có checkpoint cái tự tin liền. Ui giời ơi, ok. Tự tin chơi đi. Nó lại là đơn giản. Ô, thắng luôn à? Không ta? Thắng được. Luôn. À, mà thắng được. À, không phải các bạn ơi. Không phải thắng các bạn. Rồi, mình reset máu đã. Đâu, bây giờ chúng ta sẽ... Ui, the rope à? Chắc là nhảy xuống chỗ khu vực tuyết các bạn ơi. Ui giời, này nó lại đơn giản. The Rooper. Nó hút à? Đúng rồi. Ê, dê ơi đừng hút banh. Đừng hút à, có cả vụ nói chuyện được với dê hả? Ui. Nãy em vô là em thấy có điểm rồi. Ok các bạn ơi, không sao. Chúng ta cứ nhảy bình tĩnh thôi. Ui, con dê tới. Ơi, đừng. Đáng nghe không né được đâu banh. Đáng nghe mấy phải chọn thời điểm ấy, chọn thời điểm. Ê rồi, mình chọn thời điểm thôi. Thời điểm gọi là nó đi một cái. Thời điểm là ai? Ok. Ui. Ôi ôi mấy con dê rơi vào đầu sợ quá. Ôi ôi. Thôi dê ơi đừng rơi nữa. Đây Khang ơi, đây ơi. Thà luôn chứ tôi có mỗi một trái tim tôi không dám nhảy mạnh tay các bạn ơi. Đấy cái nỗi khổ. Ôi ôi. Ôi tí nữa bị dê đẩy chết. Mày trời ơi. Trời ơi, ơi, thôi thế thì núp xin phép, núp xuống hố. Ôi ơi. Ui. Ôi. Cái này khó mới, cái này khó mới chỗ con dê đâu các bạn ơi. Ờ, khó mới chỗ con dê rồi. Con dê này nó ấy này, nó đi nó đẩy người xuống. Tự nhiên. Ai à, tự nhiên đi ngủ. Đi đâu nào rồi.
À đây đây quên mất đang đang không nhầm gì quên còn mấy thằng này chết rồi đang đó là không win nhá. Rồi đấy ok cho mấy thằng này chú đó. Ô, mình đã vượt qua được đâu đó khoảng 5 level rồi các bạn ơi, 5 level bây giờ chọn đây đi qua bên này đi các bạn ơi, tôi thấy mật ong này có vẻ ngọt này đây. Ủa, 5 level rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với mật ong bạn rồi rồi đâu sao nào mật ong luôn ok nguyên đống mật ong bạn, các bạn biết rằng là mật ong nó rất là dính các bạn. Ok con nhảy đi đi trước đi đâu đây ok cứ đi nào tận dụng rồi đi sao cũng được, cái này có vẻ hơi dính các bạn ơi, slam thì nó nhảy tưng nhưng mà cái này nó sẽ bị rất là dính các bạn. Đằng nào cũng đi hết rồi. Ui giời, nó lại đơn giản luôn. Một miệng thế chết dở. Nó lại đơn giản thôi em. Thôi sao đấy. Ê quá, đừng lãng nhiều. Quá đơn giản à. Ê, chết dở, sao nó bị dính đây rồi. Ê, cứu ơi. Em bảo hỏi này dính lớn. À đây, ok. Ui giời, thì đi nhảy à, thôi. Ôi, may quá, tôi định nhảy giống như Ninja luôn ơi. Ôi, ôi, ăn chắc. Cái slam này lâu lâu nó bị lag nha, chứ không phải bọn mình đâu các bạn. Do bọn mình được cái gì đây. Ui. Ui. Rồi, con sâu hình mật ong à? Một con sâu lầm rồng nồi canh. Ok, đấy. Mình sẽ nhảy đây. Ui giời, cái này chúng ta sẽ phải bám ok. Ui giời, cái này khó nha. Cái này bám bám theo mấy cái cục gọi là thổi mật ong bạn. Nhảy đi khó, hơi khó, hơi khó. Ok, đấy. Lại này. Ui giời, thanh niên là bắn súng gì đây? Thôi. Bắn gì? Có ai bắn gì đâu, trời ơi. Ai bắn gì? À, chứ... Rồi, ngon. Ôi, còn nửa tim. Ui. Cái này không có chiếc, cái này không có chiếc bao đâu. Ok à, chứ thôi hay thôi nhở, hay thôi về đi lại nhở, bất công đến kia đúng rồi tiếp ok đúng rồi mày không chắc mặc bền mày ơi, người ta phải tự tin vào bản thân của mình chứ. Ôi giời ơi thì cuối cùng gì cũng chắc mày, bản thân của mình không tự tin vào thế rồi còn đã chưa gì nó tính bàn lùi thì bảo do sao bạn là không tự tin à, đúng rồi kể cả còn một trái tim à nửa trái tim một trái tim chúng ta phải tự tin lên đấy, núp đang gọi là rất tự tin đây, nhảy cùng Khang đây rồi nó không trượt phát lao luôn nhảy. Ôi chính quay chưa thấy luôn bạn ạ, dính đây ơi. Nhiễu vậy, nhìn nhiều nhiễu ghê vậy, bám thôi dính ở đây thôi. Ok. Mình bám rồi mình. Ok, bám con khỉ đi, bám ông lao thẳng vào cái cục block. Đấy chứ, mình mày quá rồi, tôi may tôi để cho thanh niên nó nhảy trước để tôi xem đấy. Ok, bám, ui đây checkpoint rồi anh em, ui rồi. Thôi, đây rồi, ăn rồi, ăn tiền rồi, ok. Ui giời ơi, mày quá thật chứ. May quá tôi vừa lấy tôi không xung phong đi trước rồi, ở đây. Ở đây bên này phải không? Ok, tính ra đấy đơn giản lắm. Đấy, ui giời ơi. Quá ngon bạn. Ui. Ngoài nhảy lên mấy cái cây đèn cây à? Ok bạn. Ui giời. À, sao thế đâu? Thế tôi nhảy qua đây này. Đi đâu nữa? Đây nhảy qua đây, nhảy đi. Nhảy. Nhảy đi. Bám tường mật ong cho nó xuống từ từ. Cắm mặt. Ơi bảo bám tường mật ong rồi. Bám giống em rồi, chắc là bám giống em. Ngồi xuống. Trời ơi, với cái này. Ui. Cái mật ong này thì nếu bạn nào không biết thì đó chúng ta phải bám, chúng ta phải ngồi xuống thì nó mới gọi là ui. Nó... Rồi, bánh tới rồi. Ok, bánh tới không chuyện luôn. Bánh cứ tới đi. Mình tới. Mà đi đâu nữa? Mình tới đâu tới thì chui vô đi. Ok. Rồi, Bingo gọi là giảm chân tại chỗ rồi. Thì nhảy slam mà bị đi ạ. Ồ, cái này không được các bạn ơi, cái này. Đã Bingo non. Rồi, checkpoint đây rồi. Ok. Có checkpoint là ăn mừng ngay các bạn ơi, tính ra là có checkpoint là chúng ta tính tiền rồi. Ừ, nhá, cái này nó hơi khó nha, cái này. Thực ra cũng chẳng khó gì đâu. Chúng ta có thể nhảy đây mà. Ờ, còn nửa trái tim luôn thôi. Ok. Ui giời ơi. Thế nào, sắp thắng chưa? Sắp thắng chưa? Đừng về đấy kêu anh em. Ui giời ơi. Đâu? Đâu còn lâu mới nói. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui giời ơi. Run quá anh em ơi. Ui ơi. Mém đi. Sợ quá. Có ai bảo không dễ đâu. Ui giời. Anh qua chỗ nến rồi. À thế nào, anh qua chưa? Bạn có xuống dưới được không? Ok. Mình nhảy lên đây chứ ai. Trời ơi. Núp lên đâu ấy? Núp phải xuống đây. Lên trên. À lên đây à, thề luôn này em nhảy xuống dưới. Ảo hơn. Mình xuống đây mà núp đi đâu tiếp ta? Núp. Hình như là mình nhảy sai rồi ta. Mình nhảy sai đúng đây rồi. Đúng rồi. Hay rồi. Như chúng ta phải xuống hẳn các bạn ơi. Chúng ta phải xuống hẳn đấy. Ok, để mình thử đi xem. Đúng rồi. Xuống hẳn. Chúng ta phải xuống hẳn. Ai ơi, chết luôn. Dính quá, cứu ơi. Ôi, ai đây có đường đi các bạn ơi, có đường đi. Có đường đi anh em ơi. Ôi, mày quá, tôi tưởng tôi phải quay lại. Ôi, có bầy ong đây này. Đây, hello bầy ong. Mày chừng nó chết đấy. Nó cũng đang phải cẩn thận đây. Ông qua đường, tránh ra cho đại ca qua đường. Ok bạn ơi, ôi còn một xíu thôi. Ê, bậy nha. Nó vã vỡ mồm bây giờ. Ok, ui. Cái này, ui còn một xíu thôi. À, cái này thì đơn giản này, nhìn đây.
Như vậy vãi nến luôn. Xíu hụt luôn. Không, không, ủa bạn cũng về vãi nến à? Quý thanh niên này tự nhiên nói nha. Đại càng đấy. Ok, đại tài mời. Cái này, cái này chúng ta gọi là chúng ta sẽ phải gọi là căn này. Chuẩn bị giật mình. Ok, ui giời. Tám phút các bạn ơi. Ui, cái map này khó ở mỗi cái chỗ đoạn nhảy xuống rồi, bởi vì là mình có mấy lần nhảy xuống nó sẽ bị. Quên các bạn ơi. Nào, đây xuống đây. Để xuống. Xuống xuống đây. Ok, này kia. Xuống xuống đây. Ôi, mình về nhì nhá. Ok, mấy thiên nhiên về nhất hay về nhì. Em số 1 luôn. Cho mấy thiên nhiên các bạn ơi. Tính ra là chúng ta sẽ phải còn hai cái level nữa cơ các bạn ơi. Nhưng mà thôi, hai level ấy để khi khác các bạn nha. Đấy, nếu bạn yêu thích nói chung là còn địa ngục với cả đời em đúng không? Ui, còn hai thế giới đấy luôn. Ui giời, nhưng mà thôi, để lúc khác các bạn ơi. Hôm nay là chúng ta gọi là phá đảo chiến thắng 5 level là được rồi. Đấy. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong lúc tìm. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.